Mến chào các bạn đến với kênh More Warfare. Đã từ lâu rồi mình không còn làm video lên kênh nữa, bởi vì do bận bịu một số công việc. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đập hộp 60 cái hộp Black Noon nè các bạn. 56. Thì ở đây mình đã ráng mình collect, có nghĩa là mình sưu tập và mình để 50 cái hộp này. Ngày hôm nay mình sẽ đập hộp hết và mình sẽ coi mình sẽ có được cái gì. Đó. Như các bạn thấy thì hiện giờ thì số tiền của mình là 8.700.000. Điểm kinh nghiệm của mình là 31.000, coi như 32.000 đi. Thì bây giờ sau khi mình mở xong thì mình sẽ có bao nhiêu tiền ha. Bây giờ mình mở. Wow. Các bạn biết là cái hộp đầu tiên thì mình đã có cái số tiền là 145.000. Bây giờ mình sẽ mở nhanh ha. Tiếp theo thì cũng được. Đa số thì mở cái thùng này thì tiền thì nó là trên 100.000 không thưa các bạn. Mình không biết có khi nào mở một cái họ cái thùng có số tiền là 5 triệu không. Khi mà các bạn chơi lên tới cái cấp độ này thì tiền nó cũng không quan trọng lắm. Wow, cái hộp này mình mở được 1 triệu 8 lần nè các bạn. Wow, có rất là nhiều những cái thẻ rất là tốt. Wow, 55.000. Mình đã có 7 ngày. Thưa các bạn, 7 ngày premium. Cái thẻ này rất là có giá trị các bạn. Hai thẻ này rất là có giá trị. Wow, mình sẽ có thêm một thẻ 7 ngày nữa các bạn. Wow. Cái này thì cũng không có gì quan trọng hết. Wow, mình đã có thêm 1 triệu 8 nữa các bạn. Vậy là tổng cộng có được 2 thẻ 7 ngày và 1 thẻ 2 thẻ 1 triệu 8 50. Thường thì các bạn chơi làm những cái nhiệm vụ mà đặc biệt á, special off thì mới có cái thùng Black Noon này các bạn. Wow, mình có thẻ 30 ngày luôn. Wow. Yeah. Số tiền của mình bây giờ đã lên 14 triệu rồi, 15 triệu rồi các bạn. Điểm kinh nghiệm mình đã lên 400 rồi. Trong khi đồng đội của mình thì họ đã mua xe, họ đã có tiền. Mình thì mình, bởi vì mình muốn làm cái video này cho nên mình phải để dành 50 cái thùng này để mình tập, để mình quay ra cho các bạn coi. Đó. Cho nên mình phải rất là vất vả tiết kiệm từng đồng từng cắc để mua xe, trong khi những bạn mình đã mua những cái chiếc xe rất là xịn rồi. Ngoài trừ 3 cái thùng kia ra thì những cái thùng sau này có vẻ như là không có gì đặc biệt lắm. Mình có thêm một thùng 1 triệu 8 nữa nè các bạn. 1 triệu 8 một chút. Vậy là mình có được 3 thùng rồi. Wow. Mình sẽ đập luôn 6 thùng còn lại để coi có gì hay không. 6 thùng sự kiện các bạn. Điểm kinh nghiệm của mình đã lên 1 triệu mốt rồi. Mình có thể dùng điểm kinh nghiệm để mình mua những cái chiếc xe mà mình mong đợi.
tour mình sẽ có thêm một thẻ 7 ngày nữa các bạn. Mình thắc mắc là tại sao họ không có cho gold ha. Wow, mình đã có thêm một thẻ 30 ngày nữa này các bạn. Yeah. Premium. Vậy là mình có thể chơi được, mình đã có 3 thẻ 7 ngày là coi như được 1 tháng, chỉ 2 thẻ 30 ngày là mình coi như được, mình đã chơi 3 tháng. 3 tháng cao premium luôn các bạn. Ok, bây giờ tiếp theo đây là thẻ. Thẻ này là thẻ, đây là cái thùng Abram. Yes. Mà dễ gì mà trúng được. Tại vì nhiều người bạn mình đã nói rồi, rất là khó trúng. Đây là thẻ VT5. Rất là khó đây. Nam Mô Di Đà Phật. Ok. Wow. Mình có thẻ Platinum Battlefield Glory Boss. Push, ok, cũng được. Mình cũng mới vừa rửa tay đó các bạn. Đây, đây, mình mở coi có không. Trời, chả có gì hết. Rồi, tiếp theo là thẻ chiếc xe tăng, chiếc tăng 99A2. Nghĩ chắc là khó. Ít nhất là đã 5 người bạn của mình đã complain rồi, toàn là bóc ra thẻ gì đâu không. Mình được 100 vàng. 100 vàng thì cũng không có giải quyết được gì hết. Ok. Hồi nãy vàng thì mình... mình được tặng thêm 3.500 vàng các bạn. Cái thẻ cuối cùng mình được tặng 3.500 vàng. Wow. Thật là một cái điều vi diệu. Với số vàng mà 4.000 như vậy, mình ráng mua thêm 1.000, mình có thể mua một cái con tăng nào đó sẽ rất là tốt đây. Mình nghĩ là mình sẽ đầu tư cho một cái con tăng có giá trị là 9.000. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình nếu các bạn thấy hay hãy subscribe để mình cùng chia sẻ những cái video với nhau ha. Và team của mình là team, như các bạn thấy đây là team Karma. Trong đây là mình đã có rất là nhiều người Việt Nam rồi. Thì các bạn biết thì game này nó chưa có phải là cái bản version chính thức, cho nên là rất là ít người Việt Nam chơi. Nếu các bạn xem video này, các bạn có muốn chơi thì các bạn có thể gia nhập team của mình. Và nếu mà có những câu hỏi thắc mắc nào chơi về cái game này thì chúng mình rất là sẵn lòng để mà tư vấn và hướng dẫn cho các bạn chơi, chơi cho nó vui. Và đồng thời thì các bạn có thể search với cái Armor Warfare Việt Nam trên Facebook thì các bạn sẽ thấy được Facebook, cái page của nhóm của mình. Ở đó thì mọi người cùng nhau chia sẻ những kỹ thuật. Cảm ơn các bạn đã xem video ha, và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Mến chào, tạm biệt các bạn.